Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Kisara. Hôm nay hãy cùng Kisara unbox sản phẩm hot nhất tháng 8 này của Yu-Gi-Oh! Asian English Creation Pack 05 nhé. Sản phẩm lần này sẽ bao gồm 15 pack chính, mỗi pack sẽ có 5 lá bài kèm thêm một pack đặc biệt với foil chắc chắn sẽ từ Super Rare trở lên. Các sản phẩm trong Creation Pack 05 sẽ hỗ trợ chủ yếu cho các archetype như Exodia Forbidden One, Gimmick Puppet, Lion Darkness Dragon, Rajon, Blue Wandering, Six Samurai và rất nhiều tộc bài khác. Bạn là một người hướng ngoại, không biết tới đâu để offline các card game, nhìn các sản phẩm card game mới thì Kisara Board Game đều có thể đáp ứng cho bạn. Nếu bạn là một người hướng nội, một bút chi thì shop cũng có thể đáp ứng cho bạn thông qua hệ thống web và Shopee sẵn sàng phục vụ. Hãy tới với Kisara Board Game để được trải nghiệm các sản phẩm mới, offline card game và gặp gỡ nhiều bạn mới nhé. Cái pack đặc biệt ở trong đây nè. Ừ, cái pack đặc biệt đặc biệt để cuối đi. Cái đặc biệt để cuối. 15 cái phôi ở cuối, phôi cuối đóng quay chưa? À, nãy giờ quay là tiền thử tự nhảy vô quay một cốt này chạy rồi, chắn rồi đấy nhưng mà nó không quen không? Ở dưới anh. Em để hết ở dưới. Con lấy không được con Nova đi. Chạy không được, con này cũng không xài, ai xài hết. Con này cũng không có xài hết. Em dùng cho thematic thôi. Bây giờ em 37 con 4 37 con 4 cái gì đây? Exit nữa. Sao biết con nào rồi đó? Ô Drake. Đuổi lạc mọi quán. Ủa, người ta đang mà.
chơi đúng không? Chơi. Vậy là guarantee 1 phục. Đây nhận mã có chứ sẽ ra có rồi. Ừ. Đây, có sức rồi. Asterim. Oh. Low, yeah. Chim. Low. Chim. Very sharp. 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 Ai chơi con này thăm hậu thế ta cho ba cả hai rồi ba chơi qua tờ chơi luôn thì ghé Aladdin tại nó bắt cũng sẽ sụp rồi còn một secret đúng không nhớ người thấy cho secret thì Aladdin bấm cái nút ở bên là xong rồi mà chơi sớm đủ là good mà có chơi lắm mà I'm dying. Last one. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930/46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé. No. Ai vậy là bị ban kinh được á. No. Đang lên là cười.